Cá này Thanh thực sự không rõ tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà nhiều người gọi là cá chim loại nhỏ. Tên tiếng Anh là Butterfish. Thanh ở tiểu bang Georgia và Thanh mua cá này trong chợ Sài Gòn City, 2 đồng 99 cent một pound. Thanh mua 20 con trả gần 13 đô. Cá này làm khô rất ngon tại vì thịt cá dẻ, ngọt và thơm. Khô để ăn với cơm hay xé ra làm gói xoài hay gỏi cốc rất ngon, rất hấp dẫn luôn đó quý vị. Cá mình rửa sạch để ráo, rồi sau đó là cắt bỏ đuôi, vây cá và đầu cá. Loại cá này Thanh thấy mình nên xẻ cá ra, bỏ xương thì làm khô ngon hơn. Xẻ ra thì mình chỉ cần sấy 5 cho tới 6 tiếng đồng hồ là khô dẻ, rất là vừa ăn. Còn nếu để nguyên con á, thì cần phải sấy lâu hơn. Mà muốn thịt cá bên trong khô dẻ tới thì thường á, lớp thịt cá bên ngoài sẽ hơi bị cứng. Và khi mà thành khô rồi á, thì xương cá dính chặt khó cho mình gỡ. Cá không có được tươi nhưng mà làm khô vẫn ngon. Mình cắt bỏ đuôi, vây và đầu cá hết mấy con cá rồi mới bắt đầu xẻ cá ra. Mình chịu khó xẻ cá và bỏ xương. Cá này nhỏ nên dễ cho mình làm. Thanh xẻ 20 con cá này cũng rất là nhanh. Khi mà cá thành khô, chiên hay nướng xong rồi đó, mình chỉ cần cắt hay xé nhỏ ra là ăn liền. Mình trộn một muỗng canh ớt khô xay với 3 muỗng cà phê muối. Nhiêu đây muối và ớt ướp khoảng 50 con cá. Gia vị để ướp khô có thể dùng muối hay là nước mắm. Cách ướp với nước mắm và đường Thanh có chia sẻ trong video khô cá bass nếu quý vị cần công thức. Hoặc mình có thể ướp thêm sả cũng ngon. Mà cá này thì Thanh thích chỉ ướp với muối và ớt cay thôi. Khi sấy cá, Thanh đem máy sấy ra ngoài và để dưới máy hiên. Và khi mà xếp cá lên trên vỉ đó, mình tránh đừng để cá dính với nhau nha quý vị. Chỉnh 155 độ F và sấy từ 5 cho tới 6 tiếng đồng hồ. Cá mình sấy 5 hay 6 tiếng đồng hồ á, thì thịt cá khô vừa tới, dẻ không có bị bủng hay bị cứng. Rồi quý vị thấy là cái sớ thịt cá không còn như là sớ thịt cá tươi nữa, là khô dẻ. Cá khô cỡ này nè, mình ăn với cơm hay làm gỏi đều ngon.